Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, để tiếp tục phát huy vai trò của ngày pháp luật nhằm góp phần tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo, liêm chính, hành động và xây dựng bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Trong thời gian tới, các đơn vị địa phương đề cao kỷ luật, kỷ cương, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận số 80 ngày 20 tháng 6 năm 2020 và chỉ thị số 32 ngày 9 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, tiếp tục rà soát, kiện toàn, củng cố tổ chức pháp chế trong công an nhân dân. Cũng tại buổi lễ, Bộ Công an đã phát động triển khai thực hiện đề án nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng công an nhân dân giai đoạn 2021-2027.